Ờ, tính làm gì vậy? Cá kho nghệ hả? Hả làm gì có nghệ đây? Nghệ cho tôi thử ấy, nghệ cho cá đâu kho. À, nghệ làm để chơi trộn với mật ong. Ong á hả? Chị đâu tử hả? Ồ, cái cách này của chị ba tử cũng hay lắm nha. Ừ. Ui, nghệ công nhận đúng là nghệ vàng thiệt. Mua khách thấy nè. Ba nghệ vàng lúc bình thường mình đã cầm vô mình đã dính vô tay rồi, nghệ phải dính vô tay rồi đó. Mà để tay coi như vậy nè cho nó đẹp. Nó đẹp tay mình tay trắng nè, bình thường. Đi đâu? Tay trắng bình thường. Đi đâu? Tay vàng vàng như mới đẹp á. Khỏi sơn. Ở nhà luôn, khỏi đi đâu. Ra ngoài đường cái gặp người khác cái ta nói sao? Trời. Rồi gì đây vậy? Cạo xong chưa? Cạo xong đi rồi anh chỉnh chỉ cho. Trời ơi, ba nghệ này rất là đơn giản luôn. Mình thường thường á mình sử dụng nghệ, mình hay e ngại nhất là dính vô tay đúng không? Tay thì dính vàng, cho dù rửa xà bông cỡ nào rửa không ra. Nghệ nó vàng dính lâu lắm. Rồi đi, xài cào ra xong đi rồi, chừng nào xong đi rồi anh chỉ cho cách mà để rửa nè, đơn giản. Ba cách để rửa. Rồi bây giờ cào xong rồi đúng không? Giờ rửa nè. Đó. Thường thường á nhà mình có chanh hả, chanh mình chà cũng ra nè, là thứ nhất nha. Cái thứ hai nữa nè, mình dùng cồn 90 độ mình rửa cũng ra nè. Và thứ ba nữa mình dùng oxy gà thì thường để rửa vết thương rồi đó cũng ra luôn, ra hết rồi. Bây đây là trước tiên giờ mình test trước cho coi trước đi nè, cưng lấy cái chanh ra trước đi, lấy cho anh miếng chanh đi. Ôi, lấy từng ngón đi. Ừ. Giờ tẩy ra trước một ngón này đi. Ừ. Đó. Đây, hôm nay Cảnh cũng chia sẻ luôn cho cô chú anh chị mình nha, một cái cách để tẩy vết nghệ dính lên tay nha. Thường thường cô chú anh chị mình nấu ăn á liên quan đến nghệ nó sẽ dính vô tay vàng. Cô chú anh chị mình rửa cái xà bông cỡ nào cũng không ra hết. Còn Cảnh chia sẻ cho ba cách để tẩy. Cách đầu tiên á là mình dùng chanh, mình chà lên và sau đó mình lấy một miếng vải mỏng gì đó, mình chùi đi rồi mình chà lại lần nữa vài lần là nó sẽ hết nha. Rồi bây giờ cách đầu tiên thì để cho nhóm trang làm mà thử một ngón trước. Ra cũng hết rồi, thấy không? Chanh này có chất tẩy. Ừ. Rồi giở tay ra xong chưa? Đó, thấy không? Hết rồi, thấy không? Sạch nha. Đó là cái cách để mà cô chú anh chị mình sử dụng bằng chanh cũng vẫn được nha. Rồi tới ngón tay thứ hai nè. Bây giờ lấy chai cồn ra đây, chai cồn mà xịt sát khuẩn của mình á, lấy ra đây. Ừ. Đó cái tay coi cái bên cồn á thì cứ xịt đây, anh xịt cho anh xịt rồi cưng lấy cái miếng vải á, cưng chà liền để thôi nó bị lem. Rồi chà, vừa xịt vừa chà nha, để thôi nó bị lem nha. Đó, mình vừa xịt cho mình vừa chà, còn không là đây để anh đi lấy một cưng một miếng nước đây, cưng vừa chà cưng vừa thấm nước vô để đừng cho nó lem, tại vì ba cái nghệ phần nghệ này lem lắm. Xịt vô đây nè, đó rồi xịt vô đó, cứ vừa chà vừa xịt nè, rồi nhúng nước vô để cho nó trôi ba cái phần nghệ đi, để thôi là nó bị lem nữa. Nó mặn đây được rồi. Thường thường á thì cô chú anh chị mình sử dụng cho Cảnh là cồn 90 độ nha, cồn 70 độ phải không ra nha. Rồi rửa sạch đi nhé, rửa sạch đây. Hết rồi, chân bóc rồi ha, đó không còn nữa nha. Rồi còn cái ngón bên đây nó dặn chặt rồi nè. Đó, ngón này á thì bây giờ mình lấy cái chai oxy gà xịt lên. Oxy gà này tốt cho chứ không có gì hết á. Tại oxy gà này mình rửa với vết thương được mà. À bây giờ cái oxy gà nè, cứ chà vô. Đó. Cứ chà vô. Rồi nhúng xuống dưới nước. Đó, đừng cho nó lem ra mấy cái món khác. Rồi nhúng cái mà bắt đầu mình rửa. Rồi bắt đầu lấy cái miếng vải rửa đi, chùi đi đó. Rồi chà đi, chà vô.
rồi nhúng nước, nhúng nước đừng cho nó lem. Chà nhúng nước rồi, chà xong cái nhúng nước. Rồi giờ rửa sạch đi nhé chà, rửa sạch chà vô cái áo cho nó khô cái tay coi. Thì để mình tẩy cái tay mình á thì rất là dễ nha, chứ còn mà cô chú anh chị mình cứ lấy ba xà bông và rồi mình chà không bao giờ ra đâu, nó giờ ra hết rồi nè. Nếu mình cái mình nãy cái ngón tay cái của các bạn rất là vàng, bây giờ ha cô chú anh chị mình xem đi, nó thâm đen thâm vàng luôn chà. Đó bây giờ nó đâu còn đâu, nãy thâm da vàng luôn đúng không, rất là vàng luôn, nó nặng luôn. Cái ca này đó thì cái ta na này á thì cô chú anh chị mình á áp dụng để khi mình nấu ăn nấu làm gì đó thì mình sử dụng bằng cho cảnh nè. Đây là một cái chai oxy gà và một dùng một cái chai cồn này là ba một cái cách này là một cách này, đây hai cách thứ hai nè và chanh là cách thứ ba nè, đó để mình tẩy rửa nha cô chú anh chị, rất là dễ luôn nha. Để thôi là cô chú anh chị mình cứ lấy là xà pha bông mà mình rửa hoài nó không ra đâu đó. Thì cái cách của cảnh này thì tẩy ba cái vết nghệ á dính tay, thì cô chú anh chị mình có cái cách nào hay hơn thì để lại bình luận comment ở dưới cho cảnh nha, thì cảnh biết cảnh sẽ tham khảo thêm. À, cô chú anh chị mình có xem video của cảnh á thấy hữu ích thì nhớ cho cảnh xin một like và một đăng ký và một lượt chia sẻ nha, để cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều mẹo hay hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem. Thôi cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha.